Vâng, vừa rồi là một bài rất là quen thuộc, nó thuộc vào bài dân ca mang âm hưởng Nam Bộ. Thì chắc hẳn là chúng ta là người Việt Nam thì ai cũng đã từng được nghe bài này rồi đúng không ạ? Vâng, thì bài này mà kéo nhị thì lại cũng rất là hợp. Chính vì thế hôm nay mình xin chia sẻ bài này. Bài này chúng ta sẽ dùng đàn đàn nhị độc tấu. Đàn nhị độc tấu phong cách nhạc viện nhé. Và lên dây là dây sòn rế. Đó. Mà câu đầu tiên của nó sẽ là La son fa do re fa son. Đọc lại. La son fa do re fa son 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 son. Câu 2. Re fa son la do re fa son. Re fa son la do re fa son. Đánh lại. Tiếp theo. Son la do la do son. Re la son fa la son. Re la son fa la son. Tiếp theo son son do re fa fa do son la son do re fa fa do la son fa re do do son son do re fa fa do son la son do re fa fa do la son fa re do do. Đánh lại. Tiếp theo. Re do son re fa re do son re do si do re do son re fa re do son re do si do re do. Đánh lại. Tiếp theo. Re do son re fa re do son re do si do re do 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 do. Câu này nó giống giống câu trước thì mình chỉ đọc lại một lần thôi nhé.
Vâng, vừa rồi là mình đã hoàn thành xong bài Lý Ngựa Ô. Thì chúc các bạn học bài này thành công, và thích bài gì thì cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ giúp các bạn. Xin chào.